Phật Pháp ứng dụng. Dài núi biếc
sáng muôn nhà vui câu niệm Phật thoát vòng tứ sanh. Phật về thế giới hoan ca sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật thoát vòng tứ sanh. Phật về tươi sáng muôn nhà vui câu niệm Phật thoát vòng tứ sanh. Thank you.
thật chiều dương làm pháp giới chúng ta tài đàn mọi ca. Người muốn thoát khỏi bến bờ sanh tử luân hồi
không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè bám trên người qua bể khổ, giới như đất bằng thẳng muôn vật đều từ đấy phát sanh, giới như ngọn đèn sáng chiếu phá rác tối tăm, giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên, là cửa ngõ vào cảnh niết bàn. Cho nên trong kinh có nói rằng, nếu có chúng sanh nào dứt trừ các khổ hưởng sự vui vô thượng niết bàn thì phải thọ tam quy trì ngũ giới. Nếu người nào muốn được thanh tịnh cho đến trong giây phút quy tam bảo đời vị ai cũng được chứng quả niết bàn. Hôm nay đại đức trụ trì cũng là cái ngày làm lễ ăn vị Phật ở tu viện Tường Vân, con phước cả cho ba con nương theo đại đức để xuất gia thấy pháp tu học, thì đối chức tam bảo hôm nay chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng từ bi chứng minh và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho các con bồ đề tâm được tăng trưởng, thế được đầy đủ duyên lành để đi như pháp như luật, thế pháp xuất gia hầu ra khỏi luân hồi sanh tử. Trong kinh Phật dạy, quỷ hình thủ chi tiết cắt thái từ sở thân xuất gia hoằng thành đạo tế độ như thế thân, nghĩa là mình quỷ bỏ cái hình hài ăn mặc hay là đầu tóc theo cái sự sinh hoạt bên ngoài, mình không có còn vui hưởng những cái thú vui vật chất bên ngoài nữa, mà từ đây về sau các con sẽ nương theo thầy bổn sư để được xuất phát thế pháp xuất gia tu hành, được cái tướng đầu tròn áo vuông để bước vào trước hết là thọ lãnh thọ tam quy ngũ giới, rồi lần lần thọ vào giới tướng của mười giới sa di, rồi lần lần vào trong hàng ngũ của ngôi tăng bảo là ngũ túc giới. Ở đây hôm nay là bước đầu của chúng con đưa về để thấy pháp xuất gia và lãnh thọ tam quy và mười giới tướng, thì các con phải cố gắng đưa theo thầy bổn sư của mình là đến trụ trì. Còn từ đây về sau các con đã xuất gia thì tất cả nhất cử nhất động từ việc tu hành, các quay nghi đi đứng nằm ngồi, từ việc ăn mặc ở và sinh hoạt tu học trong đạo tràng, các con đều phải vâng lời đi giáo thực hành, đi theo lời của thầy bổn sư mình đã chỉ dạy để mà cố gắng tu tập hầu vượt ra khỏi luân hồi sanh tử, và sau này các con còn phải thực hành Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, cầu nguyện hồng ân tam bảo chư Phật chư Bồ Tát chư Bậc Đại Tổ sư gia hộ cho các con được viên thành ý nguyện. Nhân con đồng lễ như vị sư ta xin đại đức vì chúng con là hòa thượng
vì thần giới. Con y là đức được khỏi giới cứu xa nhi, xin thương xót cho chúng con. Bằng đại đức Bồ Đồng thương xót, chúng con phát danh là nay hiện tại được là hòa thượng truyền đạo giới. Xin đại đức vì chúng con là hòa thượng truyền đạo giới. Con y đại đức được thọ giới đúng sai, xin thương xót cho chúng con. Bạch đại đức một lòng thương xót, chúng con phát danh là nay hiện tại đức được làm hòa thượng, làm lễ thế pháp xuất gia. Xin đại đức vì chúng con làm hòa thượng truyền giới xuất gia. Con y đại đức được thọ giới xuất gia, xin thương xót cho con. Sa bồ sa thầy có cả nhất tâm là con nguyện hết lòng tu học, xuất gia vì đạo lớn, vì chúng sanh,
vì đền đáp công ơn của cha mẹ. Kính bạch quý ngài, tổ quy sơn đã dạy phù xích gia giả phát túc siêu phương tâm thành dị tục hiệu long thánh chúng chấn nhiếp ma quân tụng báo thứ ân đạt tế tam hữu nhược bát thiên tử lạm xí tăng linh ngôn hạnh quang sơn thư kim chính tế, nghĩa là hãy là người xuất gia dở chân cất bước nơi phương trời cao rộng, mọi dáng vẻ ăn mặc đều khác với người thế tục, mang tâm nguyện nói truyền dòng thánh làm cho Phật pháp luôn lưng thạnh lành kết phục chúng ma, đem công lao ấy để đền đáp bốn ân và cứu rỗi ba cội. Nếu không như thế, chúng con là kẻ ăn bám của chúng tăng, nói năng hoàn xuyên xuống ổn sự cúng dường của đàn na đàn na thí chủ. Nếu là người có chí cầu giải thoát thì xuất gia là chuyện vô cùng hệ trọng, là trách vụ của những lai sứ giả Phật làm rạng rỡ dòng họ Thích Ca. Nếu không như thế thì thật là thẹn cho một kiếp làm tăng, đi qua những ngày tháng vô ích trong chốn thiền môn, hổ thẹn nhân sinh là thất tử. Kể từ nay đời con xin gửi vào cửa thiền, được nương ngóng chư tôn thiền đức tăng để tiến tu đạo nghiệp. Con xin nguyện quyết chí tu hành, nghe lời chỉ dạy của quý thầy, siêng năng công tu công quả và học hành để khỏi phụ lòng mong mỏi của chư tôn thiền đức tăng và thầy chúng con. Giờ đây con nguyện xin quý thầy cho các con được một phút từ biệt thân tình của cha mẹ và anh chị em. Kính thưa ba mẹ và chị em thân bằng quý cụ và các Phật tử thân thân, ba mẹ ơi, sau đời xuất gia này con sẽ trở thành một tu sĩ đã thoát ra khỏi mối ràng buộc của gia đình, vì xa tình cảm của cha mẹ và anh chị em, con không đủ điều kiện để chăm sóc cho ba mẹ như các anh chị em đang sống quay quần bên mái ấm gia đình. Con sẽ trở thành người của chúng sanh lấy bốn biển làm nhà, lấy cả pháp giới chúng sanh làm thân bằng quý cụ. Bao nhiêu năm con sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, trong tình cảm của anh chị em là niềm hạnh phúc, là vinh hạnh thứ ba cho con được sinh ra trong một gia đình có đạo đức và tình cảm dành cho con lớn lao như thế. Con luôn hạnh diện về gia đình của mình, nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của con. Những thâm tình này con nguyện phát huy và phi là động lực khích lệ cho mình để tiến tu đạo nghiệp. Nhưng trong khoảng thời gian gần tuổi cha mẹ và anh chị em có gây ra những lỗi lầm thì xin cha mẹ và anh chị em xin lỗi cho con. Giả từ ba mẹ con đi, ân đức sinh thành và khắc ghi ơn gối dập đầu con phát điện lại chào cha mẹ phân ly con biết thấu lời chi xin cha cùng đồng ý bước chân dẫn cha quay lại nhìn theo mẫu tâm thần tự quy. Xin ba mẹ yên lòng từng phần tâm vì con mẹ là có tâm đến sức khỏe, ba mẹ hãy chúng ta tu hành sống theo con đường nhân pháp của tương lai, hầu mong được giải thoát ngay lại hôm nay và ngày mai. Con xin xin trí tu hành để không có phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và thầy tổ. Chư tổ đã dạy biết trên hành đạo của thiền căn, nghĩa là một người tu hành đạo và lợi ích cho đời thì chính kiến cha mẹ được siêu sanh. Con nguyện đem tất cả công đức tu hành có được luôn đồng nguyện cho cha mẹ được thân long phúc thọ và thân tật quý phục, luôn được bình yên trong ấm hào quang của Đức Thế Tôn. Và kể hôm nay con không còn mang tên hôn tơ của cha mẹ đặt, mà thay vào đó là tên người xuất gia của một chú sa di thật sự không quả thân và thân lệ. Chúng con hành kính thầy người đã nhiều nhất cho con trên đường để đó kính tri ân nhị vị sư ông chứng minh làm lễ xuất gia cho chúng con. Nguyện người luôn kêu Phật gia hộ cho thầy và nhị vị sư ông tạo họ nhiên trường tại đang đường chiếu và làm hải năng sâu sáng thế gian trong nhiên trường còn đầy vô minh. Chúng con xin cảm ơn sự có mặt tâm độ của vấn đề bạn đã ủng hộ và hình lệ cho tâm quả tâm quả tâm lệ tiến tu trên lộ trình giải thoát. Nam mô chính tâm sư Bồ Tát Ma Ha. Con hướng về cha mẹ ngồi đó chẳng tận lời ba thì quý sau này là có lại cha mẹ thôi. Nhân tâm là lễ xin trường báo ân thành tâm tấn lễ duy ân ta ba
Quỳ xích vô cho sư ông, khiến cho thân tâm các con được thanh tịnh, phiền não tiêu trừ, bền thành pháp thí, lành thai bậc đại trượng phu, thấu hiểu cuộc đời vô thường, bỏ thế tục hướng niết bàn, Phật là hiếm có siêu việt. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Chắp tay. Xích dục. Cung thỉnh thượng tọa từ bi thể phát cho ba Phật tử. Các thiện nam tóc trên đầu các con từ kiếp vô thủy đến nay do sanh tử phiền não kết tập mà không thể tự dứt trừ, chỉ nhờ tăng mới có thể trừ được. Nay chỉ vì các con mà cạo bỏ râu tóc cho quỷ hình thủ chi tiết các ai từ sở thân xuất gia hoàn thành đà ba ca già ba ba thế từ tu pháp hương nguyện chúng sanh đa viễn ly phiền não tu căn bệnh diệt ba điện vô mang đà ra ba ca già ba ba điện đô mạng ca ra bạc ca nhà ta bài hai an ta điện đô mạng đô ra bạc ca nhà ba các thiện nam ngươi nay đã cạo tóc rồi, bởi vì có nhân lành đời trước mà được tướng đầu tròn, dần dần ra khỏi trần lao vượt khỏi lưới ai y Phật mà thường cúng dường tam báo, siêng tu tam nghiệp, làm các việc phúc. Thầy bạn có dạy bảo không được chống trái, đối với thượng trung hạ tòa tâm thường cung kính, chớ bàn nói việc xấu vợ của người. Nam mà nữ có phần, biệt tăng tục có phần, không phải bậc thiền thì không thờ làm thầy, không phải bậc thánh thì không không tôn làm thầy, không phải bậc thiền thì không thờ làm bạn. Như thế là đóng ba đường ác, mở muôn cửa lành, dưỡng tâm như vậy mới thật là đệ tử của Phật. Các con đã thấy bác xuất gia rồi, bây giờ đứng lên để lễ tạ Tam Bảo ba lại. Nhất tâm đăng lễ thập phương pháp giới, thường trụ Tam Bảo Tam Bảo. Bây giờ chị sa di luôn đi thầy, chị tạ giới luôn thế con. Dạ. Nó lại ba lại. Ở đây thầy cho các hai chú trên 20 tuổi đó, thì cho họ giới sa di tướng của mình, tức là Phật, họ giới sa di
còn tâm lễ thì mình mới 14 tuổi, còn mình rất là trẻ, cho nên mình cho tập sự xuất gia chuyện nam giới sự xuất gia không có đáp y, còn hai người kia thì cho đáp y mạng, tức là đáp y tướng. Rồi sau này thì khi có giới hạn thì chúng ta học giới một gia đi tu hành tinh tấn, thì thầy sẽ cho các vị đi các giới đạt để tỏ giới chính thức để trở thành người xuất gia như những vấn đề để sư huynh đi trước hay là mời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn, hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng, hôm nay đại đức chủ trì làm lễ cùng chư tôn đức làm lễ thế pháp xuất gia cho ba chú. Vì phương tiện cho nên cũng có truyền trao thỉnh chư tôn đức truyền 10 giới tứ sa di cho hai chú, còn một chú thì vẫn giữ 5 giới. Thì đây là phương tiện để các con lãnh thọ giới pháp và thọ cái mang y để xuất gia tu hành. Rồi sau này khi có giới đàn, thầy bổn sư sẽ gửi cho chúng con để đăng đàn để lãnh thọ sa di thập giới y như luật như pháp. Thì ở giới đàn có tam sư thích chứng. Thì hôm nay là cũng phương tiện để cho chúng con tạm lãnh thọ trong thời gian mà tập sự để đăng đàn ở giới chính thức. Các giới tử từ trước đến đây đã trao tam quy tam kết giới thể được tròn đủ. Nếu muốn biết giới tướng thì gìn giữ, chư tôn đức sẽ trao giới tướng cho các vị. Các vị phải chắp tay lắng nghe mà lãnh thọ. Giới thứ nhất là giới của sa di suốt đời không sát hại chúng sanh, các vị có thể giữ được không? Một Phật giữ được. Xá thứ một xá. Giới thứ hai suốt đời không gian tham trộm cắp là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Giới thứ ba suốt đời không dâm dục là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Giới thứ tư suốt đời không nói dối là giới của sa di, các vị có thể giữ, các vị có thể giữ được không? Giới thứ năm suốt đời không uống rượu là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Giới thứ sáu suốt đời không đeo tràng qua thôn, không xô ít dầu thơm vào mình là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Giới thứ bảy suốt đời không ca múa hát sướng và cố đi xem nghe là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Giới thứ tám suốt đời không ngồi trên giường cao rộng lớn là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Giới thứ chín suốt đời không được ăn phi thời là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Giới thứ 10 suốt đời không được tham chứa vàng bạc và của báo là giới của sa di, các vị có thể giữ được không? Đây là 10 giới của sa di suốt đời gì cho thanh tịnh không được phạm. Bây giờ các con hãy y giáo phụng hành, y giáo phụng hành nói 3 lần, y giáo phụng hành. Giới tự khởi thân đành lễ chư tôn đức giới sư tam bái. Các con lại ba lại. Lại một lượt, đứng lên một lượt. Chứ đừng kẻ trước thì sao đó. Đứng lên một lượt, lại một lượt coi nó hơi đẹp. Hồ quỳ nghiệp ma dương. Rồi các con quỳ gối chắp tay rồi. Các giới tử nay các con đã lãnh thọ giới pháp. Bởi vì đời trước có chồng nhân lành, cho nên nay được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát ra khỏi trần lao, vượt hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp tỏ lòng. Đối với các luật nghi không được trái phạm,
thường thường phải cúng dường Tam Bảo, xin tu ba nghiệp, thọ thiền, tụng kinh, siêng năng làm các việc chân chúng. Nếu Hòa Thượng Xà Lê có dạy rằng không được chống trái, đối bực thượng chúng hạ bò tâm thường cung tính tinh tiến hành đạo để trả ơn cha mẹ, truyền pháp lợi sanh để trả ơn đức thầy, quay đi đi đứng cần phải đi theo pháp luật, sắc đẹp tiếng tà không được nhìn nghe, nói năng chậm rãi giữ mình nghiêm chánh, thường xét lỗi mình, đừng nói xấu lỗi của người, ngăn ngừa vọng tâm xa lìa tội lỗi, thâu nhiếp sáu căn nam nữ riêng biệt, tăng tục có phần, không phải bực hiền chớ làm bạn, không phải bực thánh chớ tôn làm thầy, ca xa bình bát chớ rời, tinh chuyên tu hành, sống xin nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cụ biết mới, nghiên tầm cả tam tạng, tùy thời lợi sanh, như thế thời ngăn ba đường ác, mở cửa niết bàn, trí bát nhã thường sáng tâm bồ đề không đuôi, dụng tâm như thế mới thật là đệ tử của Phật. À, từ đây về sau các con cố gắng học bốn bộ luật, sau này thầy các con sẽ hướng dẫn học bốn bộ luật trường hàng, tỳ ni sa di quan nghi cảnh sát, và các thời khóa công phu thọ trì tụng niệm, đó là cái bước đầu trong giai việc xuất gia của các con. Giờ cung thỉnh thượng tọa truyền mạng đi cho ba chúng. Các giới tự cái y này tiếng Phạm gọi là ca sa, tào dịch là hoại sắc y, cũng gọi là giải thoát y. Mặc y này có thể giải thoát tham sân si, cũng gọi là phúc điền y. Mặc y này hay sanh các căn lành, chư Phật mặc y này mà chứng bồ đề, sa môn cũng mặc y này mà thành Phật đạo. Nay chư tôn đức trao y này cho các vị, các vị phải y như pháp mà họ trì, y giáo cùng hành, y giáo cùng hành, y giáo cùng hành. Rồi đứng lên từ tòa truyền đáp dừng. Nam mô ca sa đà bồ tát, nam mô ca sa đà bồ tát, nam mô ca sa đà bồ tát. Giới từ đằng lễ chư tôn, giới sư dính bán lễ một lại. Dạ, thỉnh thượng tọa đứng đằng truyền cái đài. Rồi là rồi xong mấy con quỳ xuống, quỳ con cho tay. Các giới tử đều cầm cái đại lọc nước lên. Cái đại lọc nước này tiếng Phạm gọi là Bát Lý Tát La Phạt Ngo Tào dịch là Lự Thủy Nam, chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật. Thánh hiền chư tôn đức nay giao cho các vị phải y như pháp mà họ trì, thường đem theo bên mình để cần dùng. Các con y giáo cùng hành, y giáo cùng hành, y giáo cùng hành. Rồi bây giờ các con đọc Bạch Đại Đức một lòng thương xót. Bạch Đại Đức một lòng thương xót. Con sa di pháp danh là, cái đại lọc nước này là đồ hộ vệ sanh mạng chúng sanh. Đại lọc nước này như pháp mà làm, như pháp. Con hay xin thọ trì, nay con xin thọ trì, tốt lắm, các vị phải y như pháp mà hành trì. Thiện tai lời na o ta
bái. Rồi lại một lại sau khi đảnh lễ chư tôn đức xong rồi các con quỳ lại chỗ đó để thầy tỉnh quý vị và thầy tượng tòa để kết lời giáo huấn các thầy. Nam mô Trên Thái Thiên Phật. Dù sao khóc
đi tu là cái gì cũng tốt hơn, ý chí tốt hơn, nghị lực tốt hơn, trí huệ tốt hơn, sức khỏe tốt hơn, tất cả mọi thứ đều tốt hơn cả. Cho nên ở đây các vị có một đứa con đi xuất gia giàu 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm chẳng biết, thậm chí tu trọn đời cho nó tùy duyên. Còn đi tu một ngày tốt một ngày, đi tu một tháng tốt một tháng. Các vị đừng có bận tâm rằng con nó xin mẹ ơi con đi tu, như thằng ba ơi con đi tu, mày nhắm mày tu được trọn đời mày. Các vị đừng quan tâm điều đó. Đi tu là nó có nguyện vọng trọn đời, còn đi được cái chọn hay không là cái chuyện tùy duyên. Cho nên các vị cứ ngăn cản con đi tu là các vị sợ này sợ kia, rồi sợ đi tu mai mốt nó hoàn tục. Rồi thế này thế khác, đi tu hoàn tục là chuyện bình thường. Đó là chuyện bình thường. Đức Phật cho phép người xuất gia hoàn tục có 7 lần lận các vị. Nhưng mà ít ai bao giờ như vậy, hoàn tục chuyện 3 lần là chết queo rồi, hết đời rồi chứ mắc gì tới 7 lần. Nhưng mà Đức Phật cho phép chúng ta như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng các vị khi phát tâm xuất gia như thế này thì tôi nghĩ các vị đã có tuổi tác, các vị có nhận thức, các vị có kinh nghiệm mà các vị phát tâm đi tu, tôi tin rằng đây là những hạt gạo cội. Ngày xưa thầy đi tu cỡ chú này chứ mấy, nhìn mặt còn ngáo hơn nó bây giờ nữa. Nhưng mà nhờ tu học quý thầy đào luyện dạy dỗ, rồi từ từ học hành đến nơi đến chốn, đó là cái chuyện duyên lành. Thành ra đi tu là một con đường tốt, một con đường sáng, các vị yên tâm. Nhưng mà cha mẹ thì cha mẹ nào không thương con, cứ nghĩ con đi tu là cực khổ lắm. Thành ra thầy nghĩ các vị làm cha làm mẹ nên yên tâm đó, rồi nguyện cầu chư Phật thường hết lòng ủng hộ cho các con trên lộ trình tu hành. Cha mẹ nuôi tới cỡ này, thăm ân cha mẹ các con chưa báo đền, thì khi đi tu phải báo đền theo cái người xuất gia. Cho nên các con cần phải siêng năng ngoan ngoãn hậu tu để tích lũy góp công bồi đức, để mà nó báo đáp cái ơn của đàn na tín thí Phật tử hy sinh lo lắng cho mình, từng cái y, cái áo, cái này, cái kia, cái nọ, rồi nghĩ đến cha mẹ sanh nặng đẻ đau nuôi mình đến lớn, tự nhiên mình đi tu thì đúng ra về mặt thế gian người ta thấy dường như mình có lỗi. Nhưng mà nếu đem một tâm nguyện rằng con đi tu vì đạo lớn, vì hy sinh cho chúng sinh, vì tất cả mọi người, thì cái đó nó không có lỗi. Còn đi tu vì sợ cực khổ quá chạy vô chùa tu, vì ngoài sợ cái chuyện gì đó, nhà ba mẹ khó khăn quá đi tu, tất cả những mục đích đi tu đó không có ý nghĩa, mà mang nợ đàn na. Thành ra tụi con đi tu là phải mang một chí lớn, phải lập công bồi đức, siêng năng công phu công quả, tạm thời trước mắt là như vậy. Sau này học hành tốt rồi đem tu hành lợi đạo ít đời, thì lúc đó các con còn trả hiếu được một cách rất là tốt đẹp. Điều đó các con nên nhớ giữ. Và sau đây chúng con xin được rút kết cái buổi lễ xuất gia ở tại đây, và xin thành kính tri ân chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng đã dành thời giờ quý báu đường xá xa xôi về đây chứng minh lễ an vị, đồng thời chứng minh và làm lễ xuất gia cho mấy chú, để nương nhờ hồng ân hồng đức của quý ngài để tinh tấn tu hành để đạt được kết quả tốt trong hiện tại và mai sau. Giờ đây con cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức chứng minh hồi hướng tự quy và kết thúc A Di Đà Phật. Đại giáo hóa tri ân cái tâm chi đức, nhớ tâm đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Hiền Đức Tăng và tâm bái. Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày lành tháng tốt, toàn thể đệ tử chúng con tên họ tuổi trở về tu viện Tường Vân, phát tâm quy y để trở thành người Phật tử. Nguyện mười phương chư Phật, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp thần vương gia hộ cho chúng con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để trở thành người Phật tử chân chính, sống trọn đời theo lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con luôn được hạnh phúc an lạc trong đời này và mãi mãi đời sau. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo Chứng Minh Tam Bái. Các vị lại ba lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, thì thầy có tổ chức lễ nghi cho các Phật tử luôn. Các vị nên biết rằng một cuộc đời của chúng ta có thể đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm phước, làm tất cả các việc mà các vị chưa bao giờ quy y thì cũng không thể gọi là Phật tử. Mà lúc đó chúng ta chỉ là một người tín ngưỡng Phật pháp mà thôi. Vì vậy quy y là một hình thức nhưng vô cùng căn bản để giúp cho các vị trở thành một người Phật tử hoàn toàn hợp lệ. Lợi ích đầu tiên nhất cho người Phật tử quy y là chúng ta biết được đúng sai tội phước cho chính bản thân mình. Có thể một giới này các vị giữ không được, nhưng mà các vị biết nó là có tội, cho nên các vị giữ không được 100%, thì các vị giữ được 1%, 2%, 5%, 10%, đúng không? Vì biết nó là giới của mình. Có thể giữ không trọn vẹn, nhưng mà chúng ta dễ giữ ít nhiều phần trăm trong đó. Rồi có thể thậm chí hôm nay giữ chưa được thì mai này giữ, mai chưa được thì năm sau giữ, năm sau nữa được, chưa được 5 năm, 10 năm nữa giữ. Nếu chúng ta biết nó là sai thì trong cuộc đời dài của chúng ta, có một ngày nào đó chúng ta sẽ khép lần với cái tội ác, với sai lầm này. Còn chúng ta không biết nó là sai lầm, chúng ta làm lúc mạng. Và chúng ta cứ nghĩ rằng giới luật này Đức Phật đặt ra cho người Phật tử, không bao giờ có chuyện đó. Nếu Phật đặt ra bất cứ một điều kiện giới luật tội lỗi nào cho người Phật tử thì tôi cảm thấy rằng, nhận xét rằng Đức Phật là người không có trí tuệ và không có từ bi. Nếu Phật đặt ra để buộc người Phật tử phải rơi vào trong tội lỗi, bởi vì Đức Phật giăng bẫy cho người đệ tử mình nhảy mà Đức Phật làm sao từ bi và có trí tuệ được. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng Đức Phật là bậc toàn trí và Đức Phật là đại bi, thì không thể nào tạo cái bẫy cho người Phật tử chúng ta nhảy đâu. Các vị yên chí, giới luật hay là tội lỗi này Đức Phật chỉ phát hiện ra nó là một quy luật cuộc đời. Chúng ta đừng nói là chúng ta đạo Phật hay không đạo Phật, hay là chúng ta tôn giáo này tôn giáo khác, chúng ta đừng nghĩ như vậy. Mà chúng ta nghĩ tội lỗi này để dành cho người Phật tử, không bao giờ có chuyện đó. Dầu hình thức nào, chúng ta có tin đạo Phật hay không, chúng ta có phải đạo Phật hay không, hay là chúng ta của bất cứ một tôn giáo nào, chúng ta vi phạm đều chịu trách nhiệm trước quy luật của nhân quả như nhau. Bởi vì Phật không đặt ra cái này, mà Phật chỉ là người phát hiện thấy quy luật cuộc đời nó là như vậy. Từng trẻ như thế này, chừng 3-4 tuổi, hãy dẫn con em đến chùa, cho nó quy y, cho nó tiếp cận với môi trường như thế này, để sau này con cái của mình dễ dạy, chúng ta biết cách khắc phục dễ dạy hơn. Đừng để khi nó lớn tuổi, nó ngoan cố, nó hư đốn, rồi lúc đó mình mới khuyên nó đi chùa thì muộn rồi các vị. Hãy dẫn con em từ thở nhỏ, đạo đức này, Phật pháp này huân tập, thì mai này con em chúng ta trở thành con ngoan trò giỏi tốt hơn. Một điều trong việc quy y mà tóm tắt thầy hướng dẫn cho các vị, mà thầy nói rằng sau khi các vị quy y và thọ giới rồi, các vị chính thức trở thành Phật tử rồi, thì các vị Phật tử nên nhớ một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất là mỗi một gia đình riêng phải có một bàn Phật để thờ, được không? Chúng ta thờ Phật bằng xi măng, bằng giấy, bằng gỗ, bằng bê tông, bằng gì đó tùy cái hoàn cảnh các vị. Nhưng mỗi một tư gia chỉ có một bàn Phật để thờ thôi. Nếu đã có bàn Phật rồi thì không cần thêm nữa. Hai nữa đó, mỗi tháng ít nhất ăn chay 2 ngày, nổi không? Ở đây ai không nổi đưa tay lên coi. Vậy là nổi hết. Có đây ai ăn chay hơn 2 ngày không? Có ăn chay hơn 2 ngày đưa tay lên coi. Rồi, cảm ơn các vị. Đừng nghe thầy dặn 2 ngày cái về đang ăn 10 ngày tụt xuống còn 2 ngày nha.
Bữa nay là bị phạt à. Đang ăn 10 ngày thì càng tốt. Các vị ăn chay bữa nào là tốt bữa đó, ăn ngày nào là tốt ngày đó. Tại vì sao vậy? Chúng ta ăn chay là để tập dần với cái việc mà trưởng dưỡng lòng từ, với tránh dai trả nợ máu với chúng sinh, để tránh nhân quả từ một đời đến nhiều đời. Thầy có giảng với các vị trong bài đời dai trả rồi đó, các vị về nghe lại. Xin thưa các vị, ăn chay nó có cái ý nghĩa là để tôn trọng sự sống của chúng sinh, để tránh nhân quả lâu dài, chứ không phải ăn chay để cho sạch cái miệng. Các vị đừng quan niệm sai lầm như vậy. Ăn chay là vì trưởng dưỡng lòng từ, vì hiểu cái việc của mình, cái mục đích. Đừng để những người không có ăn chay, không biết tu tập, người ta chỉ trích và mỉa mai mình. Thậm chí có những người chẳng ăn ngày chay nào, thấy người ta ăn với trứng gà, cái nó ăn chay mà ăn với trứng gà, cái chúng ta cảm thấy sợ hãi, cái chúng ta không dám. Xin thưa các vị, không có ai đủ tư cách để nói chuyện đó cả. Bao giờ anh ăn thanh tịnh cao thượng hơn tôi, anh mới có quyền góp ý. Còn anh chưa ăn được ngày chay nào thì không có quyền nói và chỉ trích những điều này. Và tôi ăn là cái mục đích riêng của tôi, chứ chẳng cần sợ miệng đời ai nói gì cả. Nhớ là như vậy, ăn chay là cái ý nghĩa của nó là như vậy, chứ không phải ăn để được người khác khen. Ở đây không có cần người khác khen gì cả. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được ý nghĩa này, về xem lại cái bài giảng của thầy giảng là ăn chay và ăn mặn, thì chúng ta sẽ hiểu việc này rõ ràng hơn. Đó là thầy nói một số ý thôi, các vị về tìm hiểu sẽ rõ hơn. Một ý nữa thầy cũng dặn các vị là hôn nhân với những người không cùng tôn giáo. Xin thưa với các vị, từ thời gian qua thầy thấy một điều nó hơi bất hợp lý là vậy. Người Phật tử khi kết hôn với người không cùng tôn giáo bị người ta buộc theo tôn giáo khác thì cái này nó không hợp lý lắm. Thật ra không có một tôn giáo nào ở trên đất nước Việt Nam này có thể buộc một người Phật tử theo hết trơn á. Cái này là làm việc hoàn toàn không thích hợp. Phật giáo là một tôn giáo gốc, là một nền văn hóa bản địa trên 2000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, là một chủ trên đất nước này. Còn tất cả những tôn giáo khác là du nhập sau này rất là nhiều, là sanh sao đẻ muộn, thì phải tôn trọng một nền văn hóa có trước, chứ không thể nào tạo một cái lý do gì để buộc người ta theo. Không có ai buộc. Nếu có buộc theo là đạo Phật buộc người khác theo, chứ không có ai có thể buộc được điều này. Nhưng mà người Phật tử chúng ta thời gian qua không hiểu được điều này, mà chúng ta đã làm những cái điều mà không được hợp lý lắm. Chúng ta xem đó là chuyện bình thường. Chúng ta cảm thấy bị xúc phạm bởi niềm tín ngưỡng, bởi truyền thống đạo đức gia đình, và những người buộc người ta theo là người đã vi phạm luật pháp, vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mỗi công dân. Vì vậy người Phật tử không chống đối việc này, nhưng mà phải giải thích cho người khác hiểu. Và chúng ta đến với nhau hôn nhân là vì tình yêu của hai người, chứ không phải vì tôn giáo. Nếu vì tôn giáo mà cưới, hay là một vì tôn giáo mà gả, thì hãy tìm một người đồng tôn giáo cưới cho đỡ tổn thương đến tình cảm của hai người. Chúng ta cưới là vì tình yêu của hai đứa, chứ không phải cưới vì ông Chúa hay là ông Phật. Thành ra các vị đã yêu nhau, cưới nhau thì đừng đặt vấn đề tôn giáo vô như vậy, để dễ tổn thương và ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai và đôi bên. Chúng ta nhớ là như vậy. Sau này trong quá trình chúng ta hôn nhân, vợ chồng cùng sống, ai cảm thấy tôn giáo của người nào tốt đẹp thì tự nguyện mà theo, không cần nhất thiết phải nói như vậy. Về nghe lại cái bài giảng thầy giảng đó là hôn nhân và ly dị, thì các vị sẽ hiểu ý thầy nói này. Một điều cuối cùng thầy muốn dặn cho các vị đó là gì? Gần chùa nào đi chùa đó. Không phải quy tu viện Tường Vân là phải đi trên tu viện Tường Vân, không phải như vậy. Mà chúng ta gần đâu đi đó học tu và phụng sự nơi đó, chứ không phải nhất thiết là trở về chùa thầy mình. Ở đâu gần gũi dễ đi, thích hợp cứ đi. Chúng ta không có lỗi gì trong việc đó cả. Thầy nói vậy để các vị hiểu. Chúng ta là Phật tử chung của năm châu bốn biển, thậm chí trong nước ngoài nữa, ở các vùng miền, không có gì trở ngại trên việc quy y của các vị. Thầy hôm nay thầy dặn dò với các vị một số ít để cho các vị nắm một cách tóm tắt như vậy thôi. Về xem đĩa lại và cái những gì cần thưa hỏi thì sau này gặp thầy để chia sẻ, để hỏi thêm, để thầy trả lời, để giúp các vị tu học được tốt. Các vị quỳ lên chắp tay hướng về Tam Bảo thì hướng dẫn các vị quy y. Các vị chắp tay hướng về Tam Bảo đọc bài sám hối theo thầy. Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri,
bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Lại ba lại, các bạn trống nào lại được các vị lại, còn bạn không các vị xá. Rồi các vị đọc theo thầy, tên các vị tự điền vào, tên ai nấy nói và tên của mình cứ nói lớn lên. Đệ tử con tên là xin suốt đời quy y Phật. Xin suốt đời quy y Pháp. Xin suốt đời quy y Tăng. Xá một xá. Đệ tử con tên là xin suốt đời quy y Phật. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Tăng. Xá một xá. Đệ tử con tên là xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Pháp. Xin suốt đời quy Tăng. Xá một xá. Quy Phật rồi không quy thiên thần quỷ vật. Quy Pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng rồi không quy thầy tà bạn ác. Quy Phật rồi không đọa vào địa ngục. Quy Pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ. Quy Tăng rồi không đọa vào súc sanh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Rồi các vị ngồi xuống. Các vị quy rồi, các vị chính thức trở thành người Phật tử hoàn toàn hợp lệ. Bên cạnh đó, người Phật tử cần phải giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, đó là năm giới. Năm bế bao gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong năm giới này, người cư sĩ Phật tử tại gia giữ trọn vẹn ít nhất là hai trong năm giới thì trở thành một người Phật tử chính thức. Giữ được hai giới trở lên thì gọi là một thiểu phần của Bà Tắc hay là một thiểu phần của Bà Di. Có nghĩa là các vị giữ được chút ít phần giới luật của Phật dạy. Giữ được ba giới trở lên thì gọi là bán phần, có nghĩa là giữ được phân nửa lời Phật dạy. Giữ được bốn giới thì gọi là đa phần, có nghĩa là phần nhiều. Giữ được năm giới thì gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Như vậy năm giới là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất dành cho cư sĩ Phật tử tại gia, và hai giới là thấp nhất cho tất cả các vị. Việc giới luật này các vị tự thệ nguyện và phát nguyện giữ gìn theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Giữ giới là cho mình càng nhiều càng tốt. Tránh được bao nhiêu phần lỗi là tốt được bấy nhiêu. Thậm chí có những giới chúng ta giữ không được thì tùy hoàn cảnh chúng ta hạn chế, ít nhất giữ được ít nhiều gì cũng lợi ích cho chúng ta được ít nhiều theo cái sự hạn chế đó. Bây giờ phần còn lại là thầy gửi phái quy cho các vị. Quy ở đây thầy có cái tên pháp danh của các vị ở trong này, thì chúng ta về nhớ cái pháp danh của mình trong này, gọi là cái tên theo Phật Pháp. Như vậy thì mỗi người đều có cái pháp danh như vậy, và chúng ta nên nhớ nhận cái phái quy rồi các vị trở ra bên ngoài A Di Đà Phật.